Chúng tôi hân hạnh gửi đến cộng đồng người Việt tại Edmonton một video YouTube giới thiệu trường Việt ngữ Lạc Hồng. Quý vị và con em sẽ được gặp gỡ thầy cô và học sinh của trường Lạc Hồng qua các hình ảnh sau đây. Chúng tôi xin giới thiệu đây là cô Hoa và cô Hằng. Cô Hoa là hiệu trưởng, người mặc áo dài đỏ đứng bên cạnh ông thị trưởng Don Iverson. Người thứ hai bên kia ông Iverson là cô Hằng. Cô Hằng thích nấu ăn và làm bánh. Cô còn may áo quần cho học sinh mặc biểu diễn văn nghệ. Đây là thầy Khoa. Thầy là người dạy tin học. Học sinh được thầy hướng dẫn đánh máy bằng tiếng Việt và chơi các trò đố vui để học. Đây là cô Linh. Các em nhớ cười tươi nha. Cô chuyên quay phim và chụp hình các sinh hoạt tại lớp cũng như khi đi field trip. Đây là cô Trang. Cô dạy học sinh lứa tuổi 8-12. Cô soạn flashcard với Quizlet và games cho học sinh vừa học vừa chơi. Đây là cô Trudy. Cô cũng vừa dạy vừa học tiếng Việt với học sinh lứa tuổi 5-7. Cô dạy cả sinh viên đại học nữa. Logo của trường là ba bàn tay để trên một quyển sách, biểu hiệu cho ba thế hệ khác nhau. Ông bà, cha mẹ và con cái, họ đặt tay lên nhau để nhắc nhở chúng ta cần học hỏi lẫn nhau. Còn cái hoa hường dạ là biểu hiệu của tỉnh Alberta. Trong mấy tấm hình này, học sinh cùng nhau học hỏi, các anh chị đọc sách cho các em nghe. Đây là hình của các em tập viết truyện với nhiều hình thức khác nhau. Máy điện tính Chromebook hoặc iPad cũng góp phần cho việc học được vui nhộn và linh động. Năm nay học sinh làm thiệp cho ngày lễ của mẹ bằng cách tải về các thiệp mình thích. Học sinh tự chọn sách để đọc phù hợp với sở thích của mình. Có nhiều lối học khác nhau. Học sinh có khi chơi bingo, có khi dùng học cụ để trợ giúp. Các em cũng tập múa để biểu diễn trong các buổi lễ hội. Đôi lúc chúng tôi cũng mời các vị khách trong cộng đồng đến sinh hoạt hoặc chia sẻ kinh nghiệm của mình với học sinh. Đây là vài hình ảnh sinh hoạt của học sinh vào dịp Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán và ngày Mother Language Day. Học sinh còn học hỏi phong tục tập quán của các dân tộc khác. Sắc tộc Inuit tại Edmonton Art Gallery, dân Iranian về Yalda lễ đông chí. Trường còn tổ chức cho học sinh đi field trip tại Bảo tàng viện Dinosaur Museum, học hội họa tại Edmonton Art Gallery, đi bơi vào ngày lễ của cha. Tại trường Lạc Hồng, học sinh vừa học vừa chơi trong một bầu không khí lành mạnh. Chúng tôi mong mỏi được gặp quý vị và con em vào tháng 9 này. Xin chào!